trưởng thượng, quý đại diện các hội đoàn, toàn thể quý dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý truyền thông báo chí và các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thân mến. Bánh xe lịch sử nghiệt ngã đã dày xéo lên quê hương hoa gấm Việt Nam bằng những mưu đồ tham cuồng của Cộng sản phương Bắc, công cụ của Cộng sản quốc tế, để khởi điểm bằng các cuộc thảm sát, đấu tố, cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, hủy diệt tinh hoa dân tộc và tàn phá tình tự quê hương. Dưới sự an bài của các cường quốc, đất nước ta rơi vào cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn 20 năm máu lửa, đã làm cho mẹ phải khóc con, vợ phải pha cha chồng, anh phải xa em và những đứa trẻ mồ côi lạc lội trên đường phố, hay những ánh mắt ưu tư, sợ hãi nhìn về bên kia bờ vĩ tuyến. Để rồi, đồng bào di cư, những nạn nhân của Cộng sản và dân miền Nam hào phóng đã lập nên nền đệ nhất Cộng hòa, lý tưởng đến cả các chính giới các nước châu Á bấy giờ cũng phải thèm khát. Đó là lý tưởng bảo quốc an dân với chính nghĩa, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Kính thưa quý vị, chỉ vỏn vẹn hai thập niên, các bác, các cô chú đã bao lần chứng tỏ lòng quả cảm, khí phách hào hùng, nhân bản trước chính sách bá quyền của Cộng sản xâm lược. Miền Nam Việt Nam ta xây dựng và kiến tạo đời sống thanh bình ấm no, dù đối phương ra sức gây chiến và tàn phá. Bao chiến công hiển hách của người lính Cộng Hòa đã ghi tạc vào lịch sử và lòng người, như trận Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, tái chiếm thành Quảng Trị, Khe Sanh, An Lộc và bao chiến tích oai hùng khác. Người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vì chính nghĩa, vì tình yêu giang sơn và sự an nguy cho dân, chứ không phải vì hận thù hay oán hờn. Nhưng oái âm thay, khi sự nghiệp chưa thành, chí hùng còn dang dở thì chúng ta lại bị bỏ rơi và phải hứng chịu những đòn thù cay độc. Cuộc hí trường tan tác, kẻ tù nhân lưu đày, bao người ra lưu lạc, chim đàn tan tác bay. Sau cuộc ly loạn 30 tháng 4, miền Nam tang thương hoang phế, những tinh hoa ưu tú đã bị triệt tiêu và hãm hại. Bao trại tù khổ sai và nhà tù nhỏ hàng loạt mở ra trong một nhà tù lớn bao trùm lên đất nước Việt Nam. Nhìn những đàn con đến vùng kinh tế mới, sao thắt ruột, xót lòng, mất tất cả. Bao thiếu phụ trí thức bị đẩy ra khỏi thành thị, lưu lạc chốn chợ đời, vất vả. Còn chăng là nhân văn và nhân cách, với tình thương con và sự chung thủy, khi chồng lưu đày biệt xứ mà tồn tại, mà nuôi con thành người. Nơi thâm sơn cùng cốc, người cha tù nhân cải tạo gánh chịu bao tai ương, từ cổng trời, Thanh Cẩm, Hoàng Liên Sơn, Z30, U Minh, Suối Máu và bao chốn lao lung khác. Các bác, các chú mang nỗi niềm gì? Người tù khổ sai chịu khổ hình nơi rừng sâu đất bắc, gió buốt mùa đông, xe sắc phận lưu đày. Suốt ngày lao lực, đêm đêm nhòi sọ giáo điều vô sản mà cồn cào cái đói nghiến dạ dày. Trừng thiên nước độc, chiết lần lần thể lực, bao căn bệnh chết người, hoác hàm chờ trực tấn công. Phù thủng, loãng xương, viêm gan cho đến sốt rét rừng, chỉ ức hiểm với khí ninh là liều thuốc. Bao bạn tụ rụt thay không về nữa, và bao nhiêu người bị đầu độc bởi thức uống nước ăn. Nói làm sao cho hết và thương mấy cho vừa. Các vị đánh đổi cuộc đời may mắn còn sót lại, đưa con cái ra nước ngoài. Khi mà các vị đã lớn tuổi, bệnh tật, phụ thuộc vào người khác về ngôn ngữ, giao tiếp và cách sống. Các bác, các cô chú lao lũ, lặng thầm, nuôi con, cho tới trường, hy sinh bỏ lại tất cả. Có khi gác qua những sĩ diện để đi bỏ báo, cắt cỏ, chạy bàn, giữ trẻ, lượm lon phế liệu để cho con cái được học hành. Cao quý thay, sự hy sinh đến tận cùng ấy, các bác, các cô chú hy sinh tất cả, ngoại trừ nhân cách và lòng ái quốc. Vì vậy, chúng ta mới có dịp gặp gỡ tại đây đêm nay. Từ những suy tư đó,
Còn cách nào xứng đáng hơn là nói tiếp sự nghiệp và tâm nguyện dở dang của các vị chưa thành. Các bạn trẻ thân mến, ai sẽ bước tiếp con đường mà cha chú đã khởi những bước đầu? Sứ mệnh ấy chúng ta cùng nhau gánh lấy. Cuộc đấu tranh của chúng ta không đòi hỏi hy sinh xương máu như thế hệ cha chú, nên chúng tôi điều ra ba tiêu chuẩn như sau, gọi là ba T. Thứ nhất là tâm. Chúng ta phải có tâm sáng, vì tiền đồ dân tộc mà hành động, vì tình nghĩa đồng bào mà dấn thân, vì huynh đệ mà liên kết. Chúng ta dấn thân không vì danh lợi, chúng ta giữ gìn và phát triển nhân cách. Thứ hai là trí. Cha chú chúng ta đã chịu bao thiệt thòi cho chúng ta có cơ hội tiến thân. Chúng ta hãy trau dồi kiến thức, lĩnh hội kỹ năng và học hỏi nơi trường học, trường đời ở một xứ sở văn minh, tự do, bậc nhất thế giới này. Thứ ba là thân. Với tâm sáng trí minh, chúng ta kiện toàn thân thể. Vì muốn gánh vác việc chung, chúng ta cần sức khỏe, sức sống. Tuổi trẻ là tương lai của dân tộc, mà dân tộc có mạnh hay không là do các thành viên có cường tráng và duyên sắc hay không. Kính thưa quý vị, hình ảnh ảm đạm thê lương của những ngày tháng cũ đã qua, tương lai tươi sáng phía trước, còn bước chân nào đẹp hơn khi con cháu bước tiếp con đường cha anh đã đi. Xin gửi nơi đây lời tri ân, ngưỡng mộ các bậc cha chú đã anh dũng chiến đấu cho tự do, chính nghĩa, và lòng tri ân sâu sắc sự hy sinh cao quý của những người mẹ Việt Nam chịu thương, chịu khó, bao năm dài cay đắng. Xin ơn trên, tuôn đổ hồng ân trên các vị và trên mọi người chúng ta. Chúng tôi, chúng con, những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, với hy vọng là những người trẻ có kiến thức và nhiệt huyết, được sự ủng hộ của các chú bác và các anh chị em hậu duệ về tham dự từ khắp nơi, sẽ đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng lên một nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại. Chúng tôi xin kêu gọi các bạn trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa còn tha thiết với lý tưởng cao đẹp bảo quốc an dân của thế hệ cha anh. Hãy cùng đến với anh chị em chúng tôi, cùng nhau sánh bước đi tiếp con đường của cha anh, mà đích đến là một Việt Nam không còn cộng sản, với tự do, dân chủ và phú cường. Bên cạnh đó, chúng ta hãy trau dồi mở rộng và gìn giữ những kiến thức tinh hoa của dân tộc Việt Nam, mà lịch sử ngàn đời chống ngoại xâm phương Bắc, chống thôn tính của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, và hơn hết là để trao lại cho thế hệ mai sau. Chúng con xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp và chỉ dạy của thế hệ cha anh, quý cựu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cho những bước đi vững chắc của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng con xin trân trọng chào đón tất cả quý vị có mặt tại đây hôm nay. Kính mong quý vị có một đêm thật vui tươi, thoải mái trong tình đồng hương xa xứ. Và xin bỏ qua những sai sót nếu có. Một lần nữa, con xin đại diện cho tất cả các chăm chị em hậu duệ hải ngoại, xin chào đón tất cả quý vị đến với buổi ra mắt Ủy ban vận động thành lập hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại tại Washington DC đêm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và con cũng xin cảm ơn thân phụ và thân mẫu của con đã đến với con trong buổi tối hôm nay.